Trong thế giới hoang dã, tốc độ là một trong những yếu tố tiên quyết, quyết định sự sống còn của các loài động vật. Để tồn tại, hoặc là chúng phải thật sự mạnh mẽ hoặc đủ nhanh để có thể tấn công cũng như chạy thoát khỏi kẻ săn mồi. Có thể nói tốc độ là yếu tố không thể thiếu trong cuộc đua sinh tồn. Trong quyết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 10 loài thú trên mặt đất sở hữu thứ tốc độ đáng kinh ngạc, giúp chúng mạnh mẽ đối đầu với những thử thách khó khăn trong hoang dã. Ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng ngược này là ngựa vằn. Chúng là loài ngựa hoang dã rất khỏe mạnh và linh hoạt, với khả năng chạy rất nhanh để lẩn tránh nguy cơ hoặc săn mồi. Tốc độ nhanh nhất của ngựa vằn thường được ước tính khoảng từ 40 đến 50 km/h. Đây là con số ấn tượng cho một loài ngựa có kích cỡ trung bình và khả năng sinh tồn mạnh mẽ trong môi trường hoang dã. Ngựa vằn có cơ thể khỏe mạnh, săn chắc cùng cơ bắp linh hoạt. Chúng cũng có khả năng chạy khá bền bỉ, điều này giúp chúng duy trì tốc độ trong khoảng thời gian dài khi cần. Tốc độ nhanh và sự linh hoạt của ngựa vằn là một phần quan trọng của chiến lược sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt của hoang mạc và đồng cỏ mở rộng nơi chúng sống. Điều này giúp chúng tránh được nguy cơ từ kẻ săn mồi và duy trì sự sống của loài trong môi trường tự nhiên nguyên sơ của mình. Bỏ xa những đối thủ săn mồi khác, chó sói đồng cỏ sải bước vững chãi ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tốc độ động vật hoang dã. Loài mãnh thú này không chỉ sở hữu tốc độ phi thường mà còn có khả năng di chuyển linh hoạt đáng kinh ngạc, biến chúng thành những kẻ săn mồi cứ khôi trên thảo nguyên rộng lớn. Mặc dù tốc độ tối đa của chúng chỉ dao động từ 56 đến 69 km/h, con số này đã đủ để khiến bất kỳ con mồi nào cũng phải khiếp sợ. Trong những cuộc rượt đuổi nghẹt thở, chó sói đồng cỏ như những tia chớp, biến đổi linh hoạt qua từng địa hình, khiến con mồi không thể lường trước và trở tay không kịp. Khả năng bất tốc phi thường này không chỉ phục vụ cho việc săn mồi mà còn là chìa khóa giúp chó sói đồng cỏ thoát khỏi những kẻ săn mồi nguy hiểm. Khi đối mặt với hiểm nguy, chúng có thể dễ dàng luồn lách qua những bụi cây rậm rạp, ngoằn ngoèo hay thậm chí vọt lên những tảng đá cao, khiến kẻ thù hụt hẫng và bỏ cuộc. Tốc độ và sự linh hoạt chính là vũ khí lợi hại, giúp chó sói đồng cỏ khẳng định vị thế thống trị trên lãnh thổ của mình. Nhờ những kỹ năng này, chúng có thể đảm bảo nguồn thức ăn dồi dào, bảo vệ bản thân và bầy đàn khỏi những mối đe dọa, đồng thời góp phần duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái. Trên mặt đất nóng bỏng của châu Phi, nơi những tia nắng thiêu đốt mọi sinh linh, ta không thể không nhắc đến một cái tên khiến bất kỳ con mồi nào cũng phải khiếp sợ, chó hoang châu Phi. Loài mãnh thú này không chỉ sở hữu trí thông minh sắc bén mà còn là bậc thầy về tốc độ, biến chúng thành những kẻ thống trị trên những thảo nguyên rộng lớn. Mặc dù không phải là quán quân về tốc độ trong thế giới động vật, chó hoang châu Phi vẫn khiến con mồi phải e dè với khả năng di chuyển phi thường của mình. Trong những cuộc săn mồi chớp nhoáng, tốc độ của chúng có thể dao động từ 60 đến 70 km/h, tựa như cơn lốc sa mạc càn quét qua mọi chướng ngại vật. Nhờ sự nhanh nhẹn này, chó hoang châu Phi có thể dễ dàng áp sát, hạ gục con mồi trong tích tắc, dù cho đó là những con linh dương thoăn thoắt hay những chú thỏ nhanh như chớp. Tốc độ và sự khéo léo của chó hoang châu Phi không chỉ phục vụ cho việc săn mồi mà còn là chìa khóa giúp chúng tồn tại trong môi trường khắc nghiệt và đầy dãy hiểm nguy nơi đây. Nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, chúng có thể dễ dàng lẩn trốn khỏi những kẻ săn mồi to lớn hơn như sư tử hay báo đốm, đồng thời truy đuổi con mồi không biết mệt mỏi cho đến khi thành công. Có thể nói, chó hoang châu Phi là minh chứng hoàn hảo cho sức mạnh của sự thích nghi và bản năng sinh tồn mãnh liệt. Nhờ những kỹ năng phi thường này, chúng đã khẳng định vị trí thống trị của mình trong hệ sinh thái châu Phi, trở thành một trong những loài động vật săn mồi thành công nhất trên lục địa này. Trên những triển cát vàng của Trung Á, nơi nắng gió khắc nghiệt thổi quét, ta không thể không ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của một loài động vật phi thường, lừa hoang Trung Á. Loài thú này không chỉ sở hữu sức sống mãnh liệt mà còn là bậc thầy về tốc độ, biến chúng thành những kẻ phi hành trong sa mạc bao la. Tốc độ nhanh nhất của lừa hoang Trung Á có thể đạt tốc độ từ 64 đến 70 km/h trong các cuộc chạy nước rút. Đây là một con số ấn tượng đối với một loài động vật có kích thước trung bình như lừa hoang. Tốc độ nhanh và sự linh hoạt của lừa hoang Trung Á là một phần của chiến lược sinh tồn của chúng, giúp chúng tránh được nguy cơ từ kẻ săn mồi và duy trì sự sống trong môi trường sống khắc nghiệt của mình. Điều này là một phần quan trọng của sự thích nghi và tiến hóa của loài trong điều kiện môi trường đất đai khắc nghiệt của Trung Á. Cắn hú du là biểu tượng của vùng đất nước Úc và chúng nổi tiếng với khả năng nhảy xa bằng hai chân sau, những cú phóng người mạnh mẽ vượt xa so với các loài động vật khác trên hành tinh này. Mặc dù chúng không chạy nhanh như sư tử hoặc linh dương, nhưng tốc độ nhảy của cắn hú du vẫn rất ấn tượng và hiệu quả trong việc trốn thoát khỏi kẻ săn mồi hoặc tiến xa hơn trong việc tìm thức ăn. Tốc độ nhảy nhanh nhất của cắn hú du ở những khoảng cách ngắn lên đến 70 km/h, đặc biệt là trong những cú nhảy dài trên đất phẳng hoặc qua các vùng đất khắc nghiệt. Điều này là kết quả của cơ bắp chắc chắn và đôi chân cao ráo của chúng, cùng với khả năng linh hoạt và cân bằng tốt trong quá trình nhảy. Ngựa là một trong những loài động vật có sức chạy nhanh và bền bỉ nhất trên hành tinh này. Chúng đã được con người thuần hóa và sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau, từ giao thông đến thể thao và cả trong nông nghiệp.
tốc độ nhanh nhất của ngựa có thể đạt đến khoảng gần 71 km/h trong các cuộc chạy nước rút. Sức mạnh và tốc độ của ngựa là kết quả của hàng ngàn năm tiến hóa và sự chọn lọc. Cơ thể săn chắc và cơ bắp mạnh mẽ giúp chúng di chuyển một cách hiệu quả và linh hoạt trên nhiều loại địa hình khác nhau. Hệ thống hô hấp và tuần hoàn của ngựa được tối ưu hóa để cung cấp năng lượng và oxy cho cơ bắp khi chúng hoạt động ở mức độ cao. Sự khéo léo và sự phản xạ nhanh nhạy cũng là yếu tố quan trọng giúp ngựa duy trì tốc độ và tránh được các trở ngại khi chúng chạy. Với tốc độ và sức mạnh của mình, loài ngựa nói chung không chỉ là đối thủ khó chịu của các kẻ săn mồi tự nhiên mà còn là một đối tác đáng tin cậy trong cuộc sống và công việc của con người. Thật khó để có thể tin rằng loài thỏ nhỏ bé lại có thể đạt tốc độ và thứ hạng cao trong bảng xếp hạng này. Thỏ rừng sinh sống rộng rãi trên các lục địa khắp thế giới. Mặc dù chúng không phải là những kẻ chạy nhanh nhất trong thế giới động vật, nhưng thỏ rừng vẫn có khả năng di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc để trốn thoát khỏi những kẻ săn mồi. Tốc độ nhanh nhất của thỏ rừng có thể đạt khoảng 72 km/h trong các cú chạy ngắn. Đây là một con số khá ấn tượng đối với một loài động vật nhỏ bé như thỏ. Tuy nhiên, nếu nói một cách chính xác thì hầu hết thỏ rừng không đạt được tốc độ tối đa này vì chúng chạy theo chuyển động ngoằn ngoèo để trốn tránh kẻ săn mồi to lớn hơn và khi chúng chuyển hướng đột ngột, tốc độ có thể sẽ giảm đáng kể. Mặc dù không phải là những kẻ chạy nhanh nhất, nhưng tốc độ của thỏ rừng vẫn đủ để giúp chúng tránh được nguy cơ và duy trì sự sống trong môi trường sống tự nhiên của mình. Để có thể chiến thắng chúng, những kẻ săn mồi buộc phải nhanh hơn và hơn hết là yếu tố bất ngờ. Sư tử là một trong những loài thú săn mồi lớn nhất và mạnh mẽ nhất trên hành tinh. Mặc dù chúng không phải là những kẻ chạy nhanh nhất trong thế giới động vật, nhưng vẫn có khả năng di chuyển với tốc độ đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Tốc độ nhanh nhất của sư tử được ước tính lên đến khoảng 74,1 km/h trong những cú săn mồi ngắn. Đây là một con số ấn tượng cho một loài thú có cơ thể lớn và cồng kềnh như sư tử. Để đạt được tốc độ này, sư tử có cơ thể mạnh mẽ và cơ bắp linh hoạt. Chúng cũng có khả năng nhảy rất tốt, giúp chúng tiếp cận con mồi và tăng cơ hội thành công trong các cuộc săn mồi. Mặc dù không phải là những tay chạy nhanh nhất, nhưng tốc độ của sư tử vẫn đủ để giúp chúng truy kích và bắt kịp các con mồi trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Điều này là một phần của chiến lược săn mồi của sư tử, giúp chúng duy trì sự sống trong cạnh tranh gay gắt với các loài động vật khác. Linh dương sừng nhánh là một trong những loài động vật nổi tiếng với tốc độ nhanh vượt trội. Chúng là những kẻ có tốc độ chạy hàng đầu trên cạn và có khả năng chạy với tốc độ cực kỳ ấn tượng. Tốc độ cao nhất của loài linh dương này được ước tính lên đến 98 km/h, là con số rất ấn tượng giúp chúng vượt qua mọi đối thủ trong thế giới động vật nếu có ý định săn bắt chúng. Điều này không chỉ là một khả năng đáng kinh ngạc mà còn là một chiến lược sinh tồn mạnh mẽ, giúp chúng tránh được kẻ săn mồi và tiếp cận được nguồn thức ăn tốt hơn. Để đạt được tốc độ này, linh dương sừng nhánh sở hữu cơ thể được tối ưu hóa với khí quản, tim và phổi lớn, giúp chúng hít vào lượng không khí lớn khi chạy. Ngoài ra, móng guốc của chúng có cấu trúc đặc biệt với hai ngón chân dài, có đệm và nhọn, giúp giảm thiểu chấn động và tạo ra độ bám tốt khi di chuyển ở tốc độ cao. Tốc độ nhanh và khả năng duy trì tốc độ cao của linh dương sừng nhánh không chỉ là một phẩm chất sinh học mà còn là một biểu hiện của sự tiến hóa qua hàng triệu năm, giúp chúng tồn tại và phát triển trong môi trường sống khắc nghiệt trên các vùng đồng cỏ mở rộng ở Bắc Mỹ. Các loài linh dương khác cũng có tốc độ gần tương đương hoặc chậm hơn chút ít nên ở video này chúng ta tạm bỏ qua để đến với tốc độ các loài khác. Cuối cùng, ở vị trí đầu bảng là vua tốc độ ở mặt đất, kẻ bóp méo trọng lực và xé toạc không khí ra, phóng người về phía trước. Loài báo cheetah có thể chạy với tốc độ lên đến 112 đến 120 km/h trong những khoảng cách ngắn. Chúng có thể đạt được vận tốc này trong khoảng 3 đến 4 giây. Đây là một trong những con vật nhanh nhất trên cạn và có thể vượt qua được hầu hết các loài động vật săn mồi khác trong những cuộc đuổi bắt. Tính linh hoạt và sức mạnh của cơ bắp cùng với cấu trúc xương nhẹ và dẻo dai giúp báo cheetah tăng tốc độ một cách nhanh chóng và duy trì nó trong khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh đó, các gai ở mũi và cơ cấu cơ bắp đặc biệt trong chân của chúng cũng giúp chúng duy trì sự ổn định khi chạy với tốc độ cao. Tuy nhiên, mặc dù có tốc độ vượt trội, nhưng báo cheetah chỉ có thể duy trì tốc độ cao trong khoảng thời gian ngắn và sau đó cần một khoảng thời gian để hồi phục. Do đó, chúng thường săn mồi bằng cách nhẹ nhàng tiến gần đến con mồi một cách cẩn thận và sử dụng tốc độ cũng như yếu tố bất ngờ để tấn công con mồi. Tốc độ phi thường là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của các loài động vật trong thế giới hoang dã. Khả năng chạy nhanh giúp các loài thú săn mồi hiệu quả và trốn thoát khỏi kẻ thù cũng như di chuyển quãng đường dài để sinh tồn. Nhờ những đặc điểm vượt trội này, các loài động vật sở hữu tốc độ nhanh đã khẳng định vị trí của mình trong chuỗi thức ăn và góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú cho hệ sinh thái.